bún bò luôn đi. Bữa nay thì anh em tiếp lại trở lại sông Đồng Nai câu cá với lại anh Tâm nha bạn. Ngày hôm qua thì làm cũng được mớ cá, nhưng mà nói chung vui, quá vui luôn. Bữa nay tiếp tục trở lại. Hiện tại mình đang ở trong đây cũng khu viên khu du lịch Bửu Long mà vòng vòng cũng không gần lắm nữa. Trước khi câu cá thì lo cho cái bụng mình trước rồi lo bụng cá sau ha bạn. Rồi mời bạn ăn sáng trước khi chiến đấu nha bạn. Lo cho bao tử trước rồi giấu. Lo cho bao tử trước rồi cá thì đừng hồi mình lo cho nó sao ha bạn. Tin. Này là đèn bún bò rồi. Mời bạn nha. Anh này anh cũng có cái kho mà. Cái kho này là kho khủng khiếp nhất. Này đi tự đi cào mà tôm xong 100% luôn. Câu. Mấy tôm càng xanh chà bá. Quá. Hấp bia gì đó. Nhảy. Không càng không. Ây da, kẹp. Mấy tép nhỏ nhỏ nó câu cá cũng im. Ừ. Sao nó câu là háo câu cá chê câu cá tép này nè. Trời tép ơi. Nhỏ nhóc nè, tôi gối luôn. Em câu cái chơi trong bè bỏ này xuống hơi đầu mồ tôi quên. Đây là tôm sông nữa bạn. Ê, chạy hả mày. Tôm này đi cào hả anh? Cào. Ây da. Dạ Nguyễn nhìn thấy này cũng đã lắm nè. Sướng. Chúc cũng muốn ăn đi cào với mẹ. Có ăn. Dạ, trời ơi. Chúc anh có đi cào dẫn tụi em theo coi. Ừ. Hấp dẫn các bạn. Nguyên một cái xóm bè cá Tân Hoa. Trong thì tại nước cạn nên ta không có làm bè phía trong. Ta làm xích ra phía xa ngoài. Nãy xe để bỏ nó đò thì bắt đầu qua đây. Ghé này. Anh Huy đang trải nghiệm. Ghe cào. Món gỏi cá chép mà mình nghe nói là nổi tiếng ở đây. Tại nãy đi bên sông là thấy để mấy quán gỏi cá thôi. Quá trời luôn. Dạ. Chép này anh câu dính hả chị hay là cào dính? Dạ cào. Anh thấy thao tôm quá trời. Đầy cá kinh khủng. Nhiều hơn cá miền Tây nữa. Cá này nó bự bự còn là cá miền Tây là cá nhỏ mà ăn cá nhỏ đó. Ngoài kia là kho tôm, còn trong đây là kho cá của anh nữa mà. Nhỏ mà. Dạ. Yeah. Mét vuông à. Đâu. Cá chép mà. Cá này là ảnh tự cào lên nè. Quá trời đã. Dạ. Con cá bự hả? Trời ơi, khủng khiếp thiệt. Này mấy ký anh? Dạ. Dạ. Ôi quá trời. Cá nó làm ở này nè. Sáng nó mua gà rồi. Trời ơi, khủng khiếp cá chép. Này với mình mà văng lưới dính con này chắc mình sướng không biết cỡ nào luôn mà. Ôi ôi. Dạ, đây cá này quá trời nhiều. Cá cào nè. Khổng lồ. Con này mà câu dính cái tưởng tượng sao trời. Sướng. Ông biết mới sướng. Ông biết sướng của sướng. Sướng tột đỉnh luôn, gục phì nè. Dạ. Quá trời cá luôn. Đây mấy cái kho khủng khiếp thiệt. Đây anh cũng có xài chài nữa nè. Chạy gân nè, chạy cá mè chinh rồi nè. Đủ thứ hết. Sống ở đây là phải sống như gì cá mà.
dài, cà câu, câu lớn, câu bé, câu của em nhỏ luôn. Em ở Sóc Trăng, giáp ranh Cần Thơ, trong cầu Cái Côn. Dạ. Nhà vườn theo gió, gió mang câu thề. Mình sẽ khai trương cái lưỡi đầu tiên nha bạn. Mồi là cái mồi này là khủng khiếp lắm, mồi cá lăng nè. Thử ra đây có cá lăng không nha bạn. Lưỡi nhìn. Này mình cũng không gành cái vụ mà móc cái mồi này nữa. Mình móc đại à. Sấy đại chứ mình cũng không gành cái vụ mồi này nha bạn. Dính tay cái lưỡi này hơi cục. Cái mùi đó thì không có gần ai được mà. Phải cách ly rồi. Bị cách ly khu cấm địa với cục mồi khủng khiếp này. Này phải chịu hy sinh chút bạn, dính tay, cái lưỡi hơi nhỏ cục. Kệ. À, không góc này là đó có cái gì đâu mà. Con góc này nó núp núp trong này không? Nó chép được rồi. Nó quả nó cần ba cần thử cho nó sao. Cục mồi đầu tiên nha bạn, mình sẽ khai đầu cho vô cái đây có cái lỗ ngon quá nè, sợ bỏ xuống cái lỗ này nha bạn. Này câu đáy luôn ha. Câu lấy con cước câu đi. Cước á. Có cái cước ra kìa. Nước đây cũng không sâu không các bạn, khoảng 6 mét. Đó cái lon anh câu đi. Cái lon quán làm sẵn ngay chân á. Phước Phúc. Đó anh làm thẳng ở Phúc. Câu đó đi. Này câu cá lăng ăn không? Ăn. Dưới mà cá nào ăn thấy không ơi. Tâm cũng đang vô mồi chuẩn bị câu cá chép, cá mè đâu mà mồi hôm qua, mồi thập cẩm. Bên đây thì đang chờ đợi một cái chuông đang rung lên ha. Chuông này rung là sướng lắm á. Anh Huy cũng thử xuống ngồi dế câu sao bạn, coi có anh Huy đang kiếm cá trê. Thì ở ngoài đây thì mồi câu thì cũng xong các bạn. Mọi trong nhà còn mới nghe mấy anh nói cũng chín rồi. Thì em nhỏ đây các bạn phái dế nên quy bắt cho mớ dế đẹp đẹp để chơi nuôi chơi. Mồi chín nè bạn ơi, quá trời cái dĩa đó khủng khiếp thiệt. Mồi đó là mồi người. Anh đang chế biến cái món gỏi cá chép mà nêm nếm đã tiêu sọ ha anh. Cái cây đây thính 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 dạ thính thính như ghiền. Chứ miền Tây chắc đâu có món này. Dạ dạ không có. Anh Huy cũng chưa ăn luôn nữa. Dạ. Em là chỗ nào? Dạ em ở Sóc Trăng, chỗ Cái Côn á.
chợ cái côn mấy dầm rồi đó, khúc mấy dầm. Rồi đó ở dưới mình nó nhỏ xíu mà nó mới 10 tuổi ăn ngu lắm. Câu nhỏ quá sao ơi. Câu nhỏ quá. Muốn cái bự đi nó làm cái bự. Làm cái bự. Giật cái mắt hành. Lô ca đúng không? Em cái em. Nghe nhỏ cũng có cây cần câu các bạn, cây cần câu các bạn thấy không? Có. Câu cá ký mấy á, có đầm ký mấy á. Từng dính cá cây câu, từng dính cá lăng ký mấy đó bạn. Bạn nào mà mới vô nghề là nghe em nhỏ này câu cần này cá ký mấy là các bạn bỏ nghề luôn à. Nãy bước lên đây nghe em nhỏ này nói câu dính cần câu ký mấy, bây giờ mình muốn bỏ nghề luôn các bạn. Anh Quy cũng đang ngồi gình một thứ gì đó kinh khủng, giật cần câu. Có ở đây cái đàn không không? Mấy bạn chờ. Đây anh có cây cần câu nữa mà. Cây cần câu này cũng khủng khiếp lắm, phải chơi nè. Nãy con cá gì anh ăn rút mạnh mà không dính, sảy. Này tiếp tục lại được mâm thịnh soạn nữa mà, quá trời thịnh soạn. Cá tép tôm gỏi cá rồi cá chép hai bà vô nè. Sướng sướng sướng. Thôi cho cái nãy bạn coi nè. Cái câu bây giờ của cái nãy. Có khoan rồi. Dùng bắp bánh cháo anh. Dạ. Khủng khiếp. Chắc nịch luôn. Cái con của em ấy. Thật chắc nịch luôn rồi. Tiền coi cũng ê nó đổ. Đi làm béo à? Một con gì? Bao. Hai. Đến một xíu và một chút tí. Dạ,
Chén của em nè, muốn dùng anh đi, muốn chén em chứ lại chén của bi kìa. Rồi mấy cậu đem lăn vô.
đó có lăng mà có không? Cái này phải tới mùa nó cái cóc cái xoài này cái bụng lá được rồi, nó quéo luôn nữa thơm quá đi rồi, thông thường là ăn tôm này đây à cứng quá hả con? Chơi em nhẹ nhẹ rồi em nó thấy ra đứa mới quen uống sữa mà. Lúc coi không có chừng bật một cái bột là vô cái răng á. Thôi vậy hay không? Cắt đi, cắt đi. Dặn vô rồi. Dặn cái em về nữa mình không dặn, chơi đó. Dặn vô đầu em là mình mệt lắm. Cắt đi con, cắt cho em đi. Có gì mà. Cắt cái đó thì dặn vô mắt vô mặt em. Mà sáng đi. Rồi. 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 Câu cá mà ngồi đang ngồi trên bè nè, câu theo mấy cái phi để có mấy cá ăn dữ quá luôn, bây giờ chưa dính, mới thay là lưới nhỏ hy vọng có cá này mà. Câu nó không dính ấy. Dính rồi. Gội. Trời. Cái gì à? Không thấy à? Mắc vô lưới rồi. Dính dính. Dính rồi mắc vô lưới rồi. Thò tay cơ. Nó lọt, nó lọt vô cái kẽ. Dính cá rồi. Nó lọt vô cái kẽ này. Dính cái gì á? Dính lưới vậy. Dính cá. Cái lớn cái nhỏ đây. Ồ, nó là cá trong lưới. Nãy cái câu cá lưới không qua. Dính dính cá rồi nè. Trong lưới là con mấy cá chê hay gì. Con bè lọt lọt ra. Mưa lọt ở dưới nuôi dèo ở rắc lụng ra mất cái dính cá nó giật bực 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 túi đấy này đang nó sai sai túi quần đó dính cá mà chưa lấy lên được em giờ nó lấy về cho cái cục nó lại bạch rồi cũng mẹ cái máy móc gì đâu xuống kéo anh lên thì em đây em quay nó bắt được cái bự ở trong ở ngoài nó ngoài mà nó có cái kẻ cây còn cái chân em xuống đấy xe mà ấy bỏ cái đầu máy móc lên trên cái đấy đó để em xuống Quy đang tìm cách đưa cá lên mặt nó có cái kẽ nhỏ xíu rồi nó lọt cái đồng dây rồi bánh cái đầu con cá bên kia. Quy chơi cần quá sốc. Cá lòi lúc cần luôn à. Dướng lử. Hy sinh. Có con lộn nhỏ xíu mà hai anh em tranh nhau thọt à. Cá này nó ăn đã đó, nó lưu gút vào không? Nó có gọi cá Đồng Nai á. Anh em quyết tâm dính được con cá, giờ nó nhai con cái chục cái lử rồi. Tại đây sát lưới bè nữa mà. Không biết bao nhiêu tôm tép nữa. Sát lưới bè nên nó vướt lử mà. Nãy dính con rồi mò sảng tiêu. Uổng quá. À, chiều về. Chiều cái gì anh dạy nó luôn. Làm dưới bè nè. Anh đang làm dưới bè nè. Cá lau hán có hàng đó bạn ơi, gần từ sáng tới giờ mới được nè. Cá lau kiến là với cá không là hán, cá là hán nha bạn. Lau hán hả? Là hán, là hán, là hán, anh tưởng lau hán. À, có chữ nè. Đây nè, chút bắt cái chéo bự rồi nè câu. Dạ, trời ơi, cái chữ trên đầu của bạn thấy không? À, đúng rồi. Rõ ràng luôn nè. Bởi vì tao mới kêu bằng cá là hán. Thì mình câu được. Các bạn. Cá đẹp ghê luôn, cá này người ta chơi kiển nha bạn. Không. Ngồi mình nhìn nó dạ tốn cái chục lưới câu lại cá chục con tép rồi đó. Cá đẹp ghê luôn. Sướng sướng sướng, lần đầu tiên mình câu dính cá là hán. Ê ê nhạt nhạt nhạt. Lần đầu tiên câu dính cá là hán luôn. Nay giờ mình bỏ nó vô trong bè luôn, gửi trong bè đi rồi vài năm sau mình lại mình bắt. Có ngôi sao ha. Có nó có chữ.
sáng giờ anh em lên đây câu bạn, nhưng mà không có cá được, có con mà câu mồi nhiều. Giờ anh em sẽ đi xuống ghe đi cạo bạn ơi. Sáng giờ anh em câu mồi phê luôn rồi. Dạ. Giờ mình sẽ đi cạo tôm bạn. Hồi sáng mình ăn tôm, giờ mình đi cạo tôm bắt lại chứ. Nay được lần đầu tiên xuống ghe đi cạo luôn bạn. Ở dưới mình cũng có đi cạo nhưng mà mình trước đầu không có đi theo. Trời ơi con cá thì chết bự ghê mà. Chép khổng lồ luôn. Qua đi. Con cá chép chết bự quá. Ủng rồi bạn. Tại dưới mình không có cá chép đó, hiếm lắm. Văn lưới lâu lâu mới được con. Dạ. Nhiều khi nó đi cạo mà ăn gì nữa bạn. Gì nè. Đây nữa nè, gì nè, có mồi mồi. Không biết cạo có không chứ là có cái mồi trên trên ghe sẵn hết trơn luôn. Dạ bye. Bỏ vợ với con mình bè luôn bạn. Giờ mình anh em mình lên đường. Lên đường thôi. Bên đó không có cái anh đó đi chài cá bạn, mới quăng chài. Che bạc để cho bớt nắng bạn, để ngồi lựa cá tôm được. Rồi, dẫn liêu. Cá nằm coi kè nè. Dạ. Kè đây là dòng đó nó có cái dồi á, làm như có dồi nó nổi nè. Cạn, hai bên nó cạn á. Dạ, những cái nó cạn cái nó tấp cái dồi vô gác già rồi. Con khe này là kéo dài tới cầu đồng nai luôn. Dạ. Đây là phía cái cầu với cầu đồng nai. Dạ. Cầu mới làm. Dạ. Đi tới cầu đồng nai. Dạ. Đó, là con khe đó là mai mốt mở đường cặp vào sông rồi luôn. Dạ, dạ. Dạ. Nay cũng rất may mắn các bạn anh, mình với anh Huy xuống câu nhưng mà được người dân ở đây dắt đi cào cá luôn. Thử trải nghiệm cuộc sống mưu sinh của người dân ở đây luôn bạn. Chung là rất là vui. Hy vọng là bữa nay kéo máy lưới trúng nhiều cá các bạn, cho người dân ta mừng. Anh em mình cũng mừng lây. Nước chảy khủng khiếp chưa? Kéo phao rồi. Đây cũng có mấy người dân đánh lưới các bạn. Văng lưới cặp mé nè. Đó lưới đó lưới ba màng. Sóng này nước chảy rất dữ dội nha bạn. Cái làn nước ở dưới nó cứ giận lên không các bạn, chảy ghê gớm. Bởi vì sông này có nhiều cá khủng là phải rồi.